Nằm ở vùng đông bắc của tỉnh Lào Cai, huyện Simacai được mệnh danh là một trong những vùng đất cổ vào bậc nhất Việt Nam. Với độ cao trung bình trên 1.000 mét so với mực nước biển, đặc biệt có những nơi có độ cao lên đến trên 1.600 mét, huyện Simacai có khí hậu mát mẻ, trong lành, là điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển sản xuất nhiều loại nông sản đặc trưng của vùng cao. Hiện nay, toàn huyện Simacai có trên 1.000 hecta diện tích chuyên canh sản xuất cây ăn quả ôn đới. Trong đó, hai loại cây ăn quả chủ lực là mận tả van và lê tai nung đã chiếm đến hơn 80% tổng diện tích. Mận tả van ở Simacai là giống mận đặc biệt chỉ được trồng ở một số thôn, vùng cao thuộc các xã Lũng Thẩn, Cáng Cấu, Quang Hồ Thẩn, Nàng Xín, Sáng Chải. Mận tả van ngon nhất khi được trồng ở những thôn có độ cao trên 1.300 mét so với mực nước biển. Mận ra hoa vào mùa xuân và thường bắt đầu chín vào khoảng giữa tháng 6 đến đầu tháng 7 hàng năm. Quả mận khi chín, vỏ có màu đỏ tím, bên ngoài phủ lớp phấn trắng, ruột đỏ rực, giòn ngọt. Chính vì vậy, rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Chỉ chẳng sao là thầy viết cành này, tỉa cành, na nào cũng phải tỉa. Một năm tỉa từng 2-3 lần này, chăm sóc, bó phanh, phát cỏ, làm cỏ. Thì lúc mà nó ra quả thì quả to bằng ngón tay thì nhéo say quá thì mình phải bỏ đi những quả xấu. Nếu như mận tả van là loại cây bản địa, thì lê tai nung lại là giống lê có nguồn gốc từ Đài Loan, Trung Quốc, được di thực về Lào Cai và trong thử nghiệm từ nhiều năm trước. Trong đó, các xã vùng cao của Simacai nằm trên độ cao hơn 1.600 mét so với mực nước biển, thuộc vùng đất giàu kẽm và oxit sắt, có khí hậu ôn đới, biên độ trên lệch nhiệt độ ngày và đêm cao, nên thích hợp để phát triển mạnh giống cây này. Từ khi được trồng phổ biến, lê tai nung và mận tả van đã góp phần giúp bà con nông dân ở huyện vùng cao Simacai cải thiện được cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế. Trước đây chưa thực hiện các trồng cây ăn quả này thì chủ yếu là trồng ngô và trồng lúa. Thì giá trị kinh tế của cây ngô và cây lúa rất là thấp. Thì sau khi trồng các cây ăn quả này thì cho thu hoạch thì cái giá trị kinh tế đã thay đổi rất là nhiều, tăng lên gấp 10 đến 12 lần. Thì cái cũng đem lại thu nhập rất là cao cho người dân, từ đó đã thay đổi được cái diện mạo cuộc sống của người dân. Có những cái nhà người ta cũng đã từ cái việc bán cây ăn quả thì cũng đã mua sắm được tivi, tủ lạnh, xe máy, rồi được thậm chí là xây nhà. Thì từ đó là cũng nâng cao đời sống của nhân dân rất là nhiều. Tuy quả lê, quả mận ở đây có chất lượng ngon nhờ được sinh trưởng và phát triển ở môi trường thích hợp, nhưng để đáp ứng nhu cầu ngày một cao của người tiêu dùng, nhất là trong các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, ngành nông nghiệp của huyện Simacai đã chủ động tư vấn, hướng dẫn bà con kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh một cách hiệu quả nhất. Trong đó ưu tiên việc sản xuất sạch, không tồn dư các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong quả. Thứ nhất là chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương cùng với hợp tác xã nông nghiệp trên các địa bàn thành lập các tổ nhóm sản xuất cây ăn quả ôn đới, đặc biệt là lê theo hướng an toàn. Thì để làm được việc này thì cũng chúng tôi thành lập các tổ nhóm, sau đó mời các cơ quan chuyên môn, đó là chi cục quản lý chất lượng, vào phối hợp với huyện, với trung tâm, với xã để tuyên truyền tập huấn cho bà con từ khâu trồng đến lúc khâu thu hoạch để làm sao có được cái sản phẩm chất lượng tốt đối với người tiêu dùng. Là sản phẩm nông sản chủ lực của một địa phương, tuy nhiên cả hai sản phẩm lê tai nung và mận tả van đều đã từng gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Do các chính sách hạn chế đi lại để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh mà thương lái không thể vào tận vườn để mua. Phần vì giao thông không thuận tiện, làm cho việc vận chuyển đến các đầu mối lớn cũng bị ảnh hưởng. Điều này đã khiến giá trị của hai loại nông sản chủ lực của huyện Simacai một thời gian bị xuống mức rất thấp.
hai năm vừa rồi thì cái việc ảnh hưởng của cái đại dịch Covid thì cũng đã ảnh hưởng rất là lớn đến cái sản xuất cũng như là cái tiêu thụ nông sản cho đồng bào. Có một số các cái tư thương cũng như là các cái doanh nghiệp nó không đến với đồng bào để tiêu thụ cũng như là bao tiêu các cái sản phẩm của như là lê, như là mận, cũng là cái giảm cái giá trị từ mất khoảng 30-40%. Trong bối cảnh khó khăn như vậy, việc đưa các sản phẩm mận, lê của địa phương tiếp cận khách hàng qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo hoặc các sàn thương mại điện tử đã được chính quyền, doanh nghiệp, người dân và các hợp tác xã thực hiện. Khi tham gia kinh doanh nông sản online, bên cạnh việc tự làm mới hình ảnh của mình và của nông sản, bà con nông dân còn nhận được sự hỗ trợ để tiếp cận với công nghệ, đào tạo cách thức đăng bài, đóng gói hàng hóa và đặt lịch vận chuyển nông sản đến tay người tiêu dùng trên khắp cả nước. Từ đó, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản của địa phương một cách hiệu quả nhất. Nhờ cái công nghệ thông tin phát triển thì chúng tôi đã có một cái kênh bán hàng mới, đó là qua Zalo, Facebook. Theo tôi đánh giá thì cái việc sử dụng các công nghệ thông tin để đưa cái sản phẩm ra ngoài thị trường theo hiện nay thì nó rất là thuận tiện. Về khách hàng ở xa nhưng có thể là được trực tiếp nhìn thấy ở trong vườn là bà con người ta canh tác như thế nào và những cái trái quả đấy được trồng ra làm sao. Thì người ta cũng rất là tin tưởng cái sản phẩm, cái nguồn hàng của mình cung cấp. Đối với người bán như chúng tôi thì chúng tôi rút ngắn cái thời gian. Như trước đây chúng tôi phải bỏ rất là nhiều thời gian để đi quảng cáo, đi ra các hội chợ, rồi đi giới thiệu sản phẩm. Nhưng mà ngày nay nhờ các công nghệ thông tin thì cái việc mà đi như thế thì chúng tôi không nhất thiết phải đi nữa mà chúng tôi có thể là làm trực tiếp luôn ở trên vườn. Chúng tôi sẽ xây dựng một cái giá cước chuyển phát nó ưu đãi để phục vụ bà con trong việc bán hàng và cũng như là phục vụ người mua hàng trên sàn thì có được một cái giá là nó hợp lý. Bắt đầu thi là 20 phút. Bên cạnh việc chủ động tìm giải pháp tiêu thụ, chính quyền và nhân dân huyện Simacai cũng đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương. Trong năm 2022, sản phẩm mận Tả Van và lê Tai Nung của huyện Simacai đã được đánh giá là sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao của chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, địa phương này cũng đã chủ động tổ chức nhiều chương trình lễ hội, du lịch trải nghiệm, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản đến người tiêu dùng và khách du lịch trên khắp cả nước. Sau những thành công đã đạt được trong việc hỗ trợ người nông dân tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh tiêu thụ nông sản tại địa phương, thời gian tới, huyện Simacai sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình lễ hội gắn với tiêu thụ các sản vật địa phương trên cơ sở phát huy những tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển gắn với phát triển du lịch, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.